Chào anh em nha, chào toàn thể anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Chiều hôm nay mình đang test nổ cho anh em xem một em Yanma 4GH3 nha, lòng 84 ly, 45 mã lực nha. Không turbo, không hộp số luôn. Nếu anh em nào có xài hộp số thì mình sẽ đang gắn hộp số vào cho anh em. Nhưng mà em này về không có hộp số. Và kế bên nữa một em 4GM 36 mã lực 34 tua nữa. Mình chuẩn bị nổ hai con máy này. Anh em có nhu cầu máy gì thì vui lòng để tên máy phía dưới nha. Mình sẽ nổ cho anh em xem từng cái nếu anh em cần. Đây, mình sẽ bày thực tế không? Em Yanma 4GH3 này, lòng 84 ly này. Máy nổ rất chuẩn ha, giải nhiệt cả nước luôn, ra ngoài luôn. Nước sơn này vừa không có đẹp nhưng mà nổ rất là chuẩn nha. Em ru. Tổng lượng em này là 220kg nha. Phải nạp ra thử nha, em đánh giá chất lượng thế nào. Đây là địa chỉ 688-2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Trong kho mình còn rất là nhiều máy nha. Hàng về Việt Nam liên tục. Anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ mình. Nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới mình sẽ ra hàng ngày nha.